Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình tiếp tục gửi đến các bạn vòng 5 giải cờ tướng Phương Trang Boy 2023 với trận đấu rất hấp dẫn Ngọc Diện Thần Quân Tử Xuyên hậu thủ trước Tiết Kỳ Tiên trận Na Sáng, và ba ván đấu cũng không kém phần hấp dẫn tại giải cờ tướng Bàn An Dĩ Nghiệp Boy với phần xuất hiện của Mạnh Phùng Vệ, Lưu Bá Hoành và đặc biệt Dương Thiên Nhất tiên thủ trước Dương Vũ Bá. Mời các bạn thưởng thức bốn ván cờ rất hấp dẫn. Biên bản ván 1, Trần A Sáng, Tử Xuyên. Chỉ吃 吃 吃鸡
将军。再将。我是将军。Chờ đến đây, Tuyết Kỳ Tiên Trần A Sáng đã buông cờ nhận thua. Vì tới đây, mã đỏ rất khó hoạt động. Nếu tiếp tục nhảy mã thì lập tức bên đen sẽ bình phá chiếu tướng mất mã ngay. Còn nếu như ở đây thúc chốt vượt xong thì lập tức bên đen tấn pháo chiếu tướng. Ở đây tướng không thể xuống, sẽ bị tiền mã hậu pháo sát cục, buộc phải vào tướng. Và đen nhẹ nhàng dùng pháo chém mã. Đến đây thấy thua đã quá rõ ràng. Như vậy cộng viên thần quân Tử Xuyên đã có mặt ở trận tứ kết. Đối thủ của anh là Tây Độc Nguyễn Thành Bảo. Mời các bạn xem tiếp gián 2 Mạnh Phồn Duệ Mao Hiểu Dương dòng 2 giải cờ tướng Bàn An Dĩ Nghiệp Bôi.
吃。吃。将军。破事。车机。吃鸡。将军，再将。将军。Về đến đây, Minh Đen đã mất xe, cho nên Mao Hiểu Dương đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem ván cờ của thần đồng 14 tuổi, Lưu Bá Hoành. Đối thủ của anh là đại sư Kim Tùng.
吃。吃。吃。好像吃吃破事。吃。吃鸡。
吃鸡。吃。吃。吃。吃。将军。giờ đến đây đại sư Kim Tùng đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem ván cờ rất đặc sắc. Quậy tinh lai khách Dương Thiên Nhất tiên thủ trước Dương Vũ Bác.吃。吃。串打。吃。
吃。 吃。 吃鸡。 吃。 将军。 Mã 7 tấn 6 bắt chốt. Cho đến đây không còn cơ hội nào để tấn công. Dương Vũ Bác đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức 4 nhân cờ rất hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.